Hello anh em, hôm nay là ngày 25 tây tháng 3 năm 2024. Bên dụng cơ cầm tay là tay hôm nay là cũng như cũng có chọn ra một mối mặt hàng chẳng hạn như thùng dầu, bô lửa, kép nước với lại mấy cái đồ dụng cụ cầm tay ha, chẳng hạn như máy mài nè, máy bơm hơi, bình hơi đồ cũng như là cũng đủ thể loại cũng như lên đây để phục vụ anh em. Anh em nào mà có nhu cầu cần cái món hàng nào á thì xin anh em cũng ủng hộ dùm cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng không làm mất thời gian anh em, bây giờ mình vô cho anh em xem một cái kép nước siêu vip luôn. Kép nước này là kép nước của máy đời máy phát điện nha. Cái kép nước này của đầu máy là đầu máy của Mitsubishi S6 đầu 6D14 anh em ha. Đó, đầu của Mitsubishi đó, cũng như là kết nước này khá là lớn. Anh em nào mà có những cái đầu máy mà 6D14, 6D16 rồi này kia, 6D là anh em bỏ vô rất là phù hợp luôn ha. Đó, kết nước nè, mới tinh luôn. Kết nước rất là mới nha. Mấy cái chụp bảo vệ chụp gió nè, còn đầy đủ hết ha. Đó, bảo vệ cánh quạt nè, còn đầy đủ luôn. Đó, kết nước là cũng như là mình sẽ bao đẹp cho anh em luôn ha. Anh em nhìn nè, tàn ông nè, còn rất là mướt luôn, rất là đẹp, không có bị tì vết gì nha. Rồi tùy cái này mình cắt trong thùng phát điện đi ra, mình thử ra cái nước nó còn rất là ken, cực là mới luôn. Rồi cho bên hông nè, nước sơn là nước sơn riêng từ A tới Z nha anh em. Rồi đây nè, anh em nhìn nắp cái nước nè, còn rất là mới, rất là ken ha. Kép nước của máy Mitsubishi 6D14 cực kỳ đẹp. Giá cũng như mình tính ra cái giá cũng rất là hữu nghị mà rất là hợp lý cho anh em luôn. Rồi, đối với lại kép nước Mitsubishi 6D14 này á, thì mình có giá giao lưu với anh em 7 triệu nha anh em, 7 triệu. Đó, kép nước mình là khá lớn, lấy vô lụm cái thước đo thông sự cái kích thước cho anh em xem luôn. Đó, kép nước nè anh em, khỏi phải chơi chỗ nào hết. Nước sơn là zin từ A tới Z nha. Đó, kép nước này rất là mới, rất là đẹp luôn. Chân bát cũng như mấy cái áo gió còn đầy đủ hết ha, bảo vệ cánh quạt. Trong rồi bây giờ mình sẽ đo cái thông số cho anh em xem luôn nha. Đây nè, mình đo cũng như là lòng ở trong cách nước đó là nó khoảng 66 ha. Còn mà nếu mà đo luôn khủ bì á, khủ bì hai cái chân để hai chân bát á là 74 ha. Lòng cách nước là 66 ha. Rồi chiều cao mà tính ra chùm luôn cái nắp kép nước là 84 đó. Còn mà nếu mà không có tính nắp kép nước á, mình tính cái miếng này là 82 ha, tính luôn cái nắp kép nước là nó khoảng 84 85. Còn như là cái thông số của kích thước của kép nước ha, kép nước này là kép nước 4 hạt tép nha nè. Đó, kép nước của Mitsubishi 6D14 giá tính cho em giá 7 triệu. Rồi bây giờ mình trở lại qua những cái mấy cái đồ mà linh tinh ha. Để đi. Rồi bây giờ mình cũng chọn ra được mới bô lửa này anh em ha. Đầu tiên bô lửa nè, bô lửa này là của ECU nè ha. Bô lửa của ECU 500k mã số 1, bô lửa rất là đẹp, rất là ken luôn. Anh em nhìn nè, bô lửa này là ken xà beng nha. Rồi, bô lửa mã số 1 500k. Bô lửa mã số 2 của Mitsu. Cái này Mitsu của S4L. Đó, Mitsubishi S4L. Mã số 2 cũng tính cho anh em giá 500k luôn. Ha, bô lửa Mitsu mã số 2 500k. Rồi. Tiếp tục bô lửa. Cái này là bô lửa của 4T100 nha anh em. Ha, bô lửa của 4T100. Tính cho anh em 800k. Đó, bô lửa của Dân Ma nè, 4T100 nè, tính cho anh em 800k thôi ha.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua thùng dầu nha anh em. Rồi thùng dầu mã số 4. Thùng dầu này là thùng dầu của Dân Ma ha. Thùng dầu của Dân Ma nè. À, bình dầu này là nó chứa là được 50 lít ha. Đây nè. 50 lít ha. Đó thùng dầu vuông, có nghĩa là thùng dầu này là thùng dầu vuông. Đó rất là tiện cho anh em mà chế cháo ha. Rồi, đó là thùng dầu mã số 4 giá 1 triệu mốt nha. Lắp dầu là còn ngon lành hết nha anh em. Nè vậy nè. Ha. Đó mát dầu nè. Đó cái này là có mát dầu rồi còn rất là trong, rất là sạch, rất là đẹp luôn. Rồi, mã số 4 thùng dầu của Dân Ma 50 lít giá 1 triệu mốt. Rồi, tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 cái này là thùng dầu cũng dòng của Dân Ma luôn ha, mà chứa được là 20 lít nha anh em. Đây thùng dầu Dân Ma chứa 20 lít nè. Rồi tính đến cho anh em giá 700 ha. Đó mắt dầu nè còn rất là trong, rất là đẹp luôn anh em thấy không. Rồi thùng dầu Dân Ma 20 lít giá 700 nha. Rồi tiếp tục qua thùng dầu mã số 6 anh em. Thùng dầu mã số 6 là thùng dầu của là Dân Ma luôn ha. Thùng dầu Dân Ma nè 41 lít nè. Đó mắt dầu nè, có mắt dầu này kia còn đầy đủ nè, rất là đẹp luôn ha. Rồi thùng dầu coi như là mấy thùng dầu này coi như là cực kỳ đẹp, cực kỳ keng luôn nha anh em. Đó anh em nhìn bình lượng ở dưới nè ha, bình lượng dưới rất là đẹp. Rồi thùng dầu Dân Ma 41 lít mã số 6 giá 1 triệu nha anh em. Rồi tới cái thùng dầu, thùng dầu của nước xăng anh em ha, thùng dầu của nước xăng mã số 7 30 lít. Đó đây nè, có mắt dầu này kia đầy đủ luôn. Còn như những cái thùng dầu ngày hôm nay là đều có mắt dầu cơ hết toàn bộ để cho về rất là dễ cho anh em sử dụng ha. Anh em đổ dầu vô là anh em biết khi nào dầu hết, khi nào dầu còn là anh em nhìn vô mắt dầu là anh em biết liền ha. Đây anh em nhìn nè, nắp dầu nè mới keng luôn ha. Rồi thùng dầu mã số 7 của Nissan chứa dầu là được 30 lít ha. Thùng này chứa được 30 lít giá 900k. Đó. Rồi bây giờ mình qua tới cái phần tắp lô. Đây phần tắp lô của Mitsubishi anh em. Mitsubishi ha, còn như Mitsubishi là bao gồm được 4 cái đồng hồ. Một đồng hồ tua, hai cái đồng hồ báo nhiệt ha, một cái đồng hồ báo dầu. Đây. Đồ nè, còn khá là đẹp. Anh em thấy không? Đó, những cái này là mình đều cắt trong thùng phát điện ra để lên đây giao lưu cho anh em nha. Ha. Rồi. Tắp lô mã số 8 của Mitsubishi tính cho anh em giá 1 triệu. Chìa khóa có đầy đủ nha anh em. Đó, chìa khóa còn đầy đủ ha. Đó, tính em giá 1 triệu. Rồi tính tới mã số 9 tắp lô cũng Mitsubishi luôn, nhưng mà con này thì tới 1,2 triệu nha anh em. Thì nó cũng là đồng thời hai cái đồng hồ báo dãy báo nhiệt nè, một cái đồng hồ báo tua và một cái đồng hồ báo dầu. Nhưng mà cái này là chìa khóa có đầy đủ ha. Đó. Rồi cộng nữa, thêm nữa là cái tắp lô này thì nó có luôn cả bộ dây nè, nó có khởi luôn nè. Đó, nó có khởi nè, anh em nào mà có cần cái bộ dây hay là khởi gì đó về, cái anh em cứ lấy theo bộ dây này là anh em chạy về máy thôi là anh em xài ha, cũng rất là tiện. Đó, có khởi bảo vệ. Đó, cái này là trong cái phần phát điện ha, về anh em có xài không, anh em không xài thì anh em cắt ngang cái phần này. Đó, anh em chỉ lấy cái phần dây điện chạy về máy thôi là anh em sử dụng rồi, là anh em xài rồi ha, có đường dây điện riêng luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi tắp lô Mitsubishi mã số 9 giá 1,2 triệu nha anh em. Đó dây cổ có đầy đủ, nguyên cầm dây cái đó nè ha. Rồi bây giờ mình cũng đã giới thiệu cho anh em những cái đồ mà linh kiện của thùng dầu với lại tắp lô với lại bô lửa với lại cách nước của những cái động cơ máy dầu ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái món hàng mới ngày hôm nay, là chẳng hạn như mấy cái món hàng máy điện nè, công cụ điện nè ha. Những cái đồ này á, là toàn bộ điện 110V hết toàn bộ nha anh em ha, điện 110V hết. Rồi đầu tiên là tông đơ nè anh em. Tông đơ là của dòng Yamagen ha,
tông đơn này á, là nó bao gồm á, là 7 7 chia đó. Anh em mà sắm cái tông đơn này về, anh em tỉa cành, tỉa coi như là tỉa cành để kiển rất là ok, rất là ngon nha anh em. Rồi, tỉa cành mã số 11, giá 150 nha anh em, giá 150k đó. Anh em có một cây tông đơn 7 chia để giờ anh em tỉa cành, cũng như tỉa cành, tỉa nhánh, tỉa kiển đồ rất là ok ha, rất là tiện. Rồi mình tết máy luôn nha anh em. Rồi, okay, ha. Ok ha. Rồi mã số 11 tỉa cành Yamagen, giá 150 nha. Rồi mã số 12 là cũng của dòng Yamagen luôn, cũng là 7 chia luôn, giá cũng là 150 luôn đó. Hai cây cùng một hãng, hai cây cùng một hãng ha, mỗi cây 150. Anh em muốn lấy mã số nào anh em cứ alo cho mình là mình sẽ lấy cái mã số đó, đúng cái mã số đó cho anh em. Rồi tết báo luôn nha anh em. Đó, anh em có cây này về anh em tỉa cành, tỉa nhánh đồ, tỉa kiển rất là ngon, rất là hợp, ngon ha, rất lẹ đó. Anh em cứ đưa cái này vô là cũng như là anh em đẩy thôi, tỉa là cái cây rất là đẹp đó. Mà thời gian mà anh em tỉa nó cũng lẹ nữa, tại vì tỉa bằng máy mà. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái dòng tỉa cành Ruby mã số 13, giá 200k nha anh em. Lam này là lam ba tấc. Đây, lam này lam ba tấc. Anh em thấy không, cái lam nó còn đen xì luôn á. Cái lam đó nó còn rất là đẹp luôn đó. Ngoại hình máy nè ha, HT300 đó. Tính cho anh em giá 200k thôi, để cành số 13. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn nha. Đây, rất là im không. Máy hoạt động khá là êm ái luôn. Ok ha. Rồi tỉa cành số 13 của dòng Ruby, giá 200k nha anh em. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua lại cái tỉa cành của dòng Makita. Cái này thì lam nó là 2,5 tấc thôi anh em ha, lam nó 2,5 tấc thôi, giá thì chỉ là có 150 thôi anh em đó. Anh em có cái tỉa cành nè đó, anh em về mà tỉa cành nha, chẳng hạn như tỉa mấy cây kiển hàng rào đồ này kia rất là ngon nha đó. Mấy cái này thì tỉa rất là đều. Rồi tỉa cành số 14 Makita, giá 150. Rồi xin test máy luôn nha anh em. Đây, ô quá im ta, quá đã ha, cực kỳ im luôn, quá em. Rồi để cành Makita số 14, giá 150 nha anh em. Những cái đồ ngày hôm nay mình lên cho anh em mới là hàng chuẩn nghĩa địa nhật, điện đều 110V hết nha anh em, nhớ lưu ý nha, điện 110V hết. Về á, những cái đồ này á, là anh em phải sử dụng qua một cái biến thế đó, qua một cái biến thế 220 ra lợi 110 là anh em xài nha. Chứ cái này mà về á, anh em nhiều khi nghe, không nghe rõ cái nguồn điện á, anh em cắm vô 220 á, là cháy máy nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em tỉa cành số 15 Nationan. Tỉa này á, là cũng như anh em tỉa đồ lớn được nè đó. Nationan giá 300k, lam là lam 4 tấc nha anh em đó. Cái lam là lam 4 tấc nè đó. Cái này là anh em chẳng hạn như làm mấy cái đồ mà tương đối lớn á, là anh em sử dụng cái này á, là anh em làm rất là thoải mái, rất là lẹ. Rồi tỉa cành Nationan số 15 giá 300k nha anh em. Rồi xin test máy luôn. Rồi tỉa cành Nationan số 15 giá 300k nha anh em. Rồi thì chiếc này là cũng như là mình cũng có được soạn ra được cây phân bót nè. Khoan này là khoan hai chế độ, một chế độ là khoan thường
và một chế độ là khoan bê tông nha. Đó, khoan này là khoan bốt chuyên về khoan bê tông ha. Đó, khoan này là chuyên về khoan bê tông. Anh em mà chẳng hạn như anh em mà đi công trình hay gì đó, đó anh em có cái khoan này anh em làm rất là ngon, rất là thoải mái. Hoặc là nhiều khi anh em ở nhà cũng vậy, anh em gia đình cũng vậy, anh em có cái khoan này đó, anh em cần khoan lỗ tường hay là cái gì đó là coi như là khoan rất là dễ dàng đối lại cái khoan bốt này ha. Rồi, mã số 16, máy khoan bốt, máy khoan bê tông hiệu bốt, giá 500k nha anh em. Dây là dây rin toàn bộ luôn đó, dây này đó dài là tầm theo mình nghĩ là khoảng 5m á, cuộn dây này nè, đồ toàn bộ là rin theo máy toàn bộ hết nha anh em ha. Đó, đây nè anh em nhìn nè, nó khoan khá là đẹp luôn đó, tính cho anh em 500k thôi ha. Rồi bây giờ mình xin test máy đi nha anh em. Đó, những cái đồ này á, là mình sẽ bao cho anh em về là coi như là anh em khoan đồ coi như là full chức năng hết nha. Coi như là mấy cái đồ này là mình sẽ bao cho anh em là chạy full chức năng hết, chế độ mà giọng, chế độ mà búa đồ á, là coi như là mình sẽ bao cho anh em giọng ngon lành hết. Đây, đó anh em thấy không? Đó anh em thấy không, chế độ búa của nó rất là mạnh. Khoan thường nè ha. Rồi cái này là khoan bê tông nè, rồi máy khoan bê tông hiệu Boss mã số 16 giá 500k. Máy này là sử dụng điện là điện 110V nha, cái này là hàng chuẩn nghĩa địa Nhật đó, chỉ xài điện 110V thôi nha anh em. Đó, cũng như mình thông báo rõ cái nguồn điện để cho anh em về biết cái nguồn điện anh em xài ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua mã số 17. Bữa nay mình có được ba cái máy mài hai đá. Máy mài này là có thương hiệu là Ruby ha, công suất là 150W nha anh em ha, công suất 150W. Đây, còn hai đá đầy đủ nè, một bên này mà dao nè đó, còn bên đây thì cũng như là bên phá bên mài bén ha, bên đây bên nhuyễn nè, bên đây bên to nè. Rồi mài hai đá Ruby số 17 tính cho anh em 500, đây 500k nha anh em. Đó, chạy không nghe tiếng luôn. Đó, anh em mà có gia đình đó, là anh em có cái máy mài này đó, là anh em sử dụng xài gia đình rất là thoải mái, rất là ok, rất là ngon luôn ha, máy chạy cực kỳ êm. Rồi anh em nhìn nè, buông cái chớn nè, cái chớn chạy rất là lâu. Những cái mài hai đá của Nhật á, xài ngon thoải mái đầm. Rồi mài hai đá Ruby mã số 17 giá 500k nha anh em. Rồi tiếp tục là một cây mài hai đá Hitachi. Đó, mài hai đá thương hiệu Hitachi ha. Một bên á thì anh em đánh bóng nè, đó bên cước nè anh em, đó một bên đây anh em đánh bóng ha, còn bên đây á là anh em mài dao nè, mài dao mài đục đó, anh em cần mài cái gì là anh em mài bên đây, còn bên đây anh em muốn đánh bóng mà cái đồ mình cho nó mới á thì anh em đưa qua cái đá, cái bánh cước này là anh em đánh bóng ha. Rồi bây giờ mình test máy luôn nha. Mã số 18 mài hai đá Hitachi giá 550. Đó, anh em có một bên đánh bóng, một bên mài dao, mài kéo, mài đục. Còn như anh em cần thiết cái mài cái gì là anh em mài bên đây. Rồi mình test máy luôn nha anh em. Cực kỳ êm luôn anh em ơi. Quá chắc luôn. Quá ngon ha. Rồi tắt máy nha anh em. Quá chuẩn luôn. Anh em nào sắm được cái máy về xài ngon, chiến đấu. Rồi mã số 18 mài hai đá Hitachi giá 100, giá 550 nha anh em, giá 550k. Đó, sử dụng là đều sử dụng điện 110 hết nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mài hai đá của dòng Edman nè ha, cái dòng của Edman nè. Đó, dòng Edman này là thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng nha anh em ha.
là cũng là hàng nội địa Nhật luôn, hàng nghĩa địa Nhật luôn. Nhưng mà hai đá còn đầy đủ nè, anh em nhìn ở thiết kế nè. Đó, thiết kế rất là đẹp ha, rất là đẹp mắt. Đây, đây. Mài hai đá mã số 19 của dòng Fman, giá 450 nha anh em, giá 450k. Đó, anh em có cái mài hai đá về anh em xài rồi. Rồi mình xin test máy luôn nha anh em. Ồ, quá im anh em ơi. Chạy là cực kỳ im luôn á. Nó còn hai cái cử hai bên luôn nè. Ha, hai cử này để anh em kê dao vô hoặc là kê đục vô anh em mài nè. Rồi. Tắt máy luôn nha anh em. Rồi. Mài hai đá của dòng Fman mã số 19, giá 450 nha anh em. À, bây giờ mình tiếp tục qua bên lại cái dòng nén khí đây anh em ơi. Ha. Đó, khí này thì mình có được ba cái con nén khí, hai con đầu dầu, một con đầu khôn nha. Hai con đầu dầu, một con đầu khôn. Rồi, thì đối với lại mã số 20. Nén khí mã số 20. Đầu này chạy đầu khôn nha anh em. Ha, nó chạy bê tông khô á. Đó, đầu khôn. Bình chứa là bình chứa 25 lít. Tính cho anh em giá 900k nha anh em, 900k. Rồi mình xin test máy cho anh em xem luôn nha. Đó, thì máy mình á, cũng như nó hoạt động á, là 8 ký nhá. Chạy về mà nếu mà xuống còn lại 5 ký bơm lợi nha. 8 ký nhá, 5 ký bơm lợi nha anh em. Đó, đều sử dụng điện 110W hết nha anh em. Rồi mình xin test máy luôn ha. Rất kiện không? Rất là đẹp. Đây. Đó. Đó đẹp ha. Rồi, tắt máy luôn nha anh em. Rồi. Nén khí mã số 20. Bình chứa là chứa 25 lít. Đó, công lên tốc độ á, đưa ra cái áp là áp 8 kg ha. Đó, khi mà mình sử dụng áp 8 kg mà xuống lại còn 5 kg là nó sẽ bơm lại nha, máy mình sẽ tự động bơm lại. Đó, rất là tiện ha. Đó, sử dụng là chạy bê tông khô, đầu khô nha. Đây. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái dòng nén khí của Fman, Fman anh em ha. Đó, Fman nè. Đó, mã số 21 nén khí này là đầu dầu nha anh em. Đó, đầu dầu. Con này nó bọc bao nhiêu watt vậy? Này hả? 850W. Hả? 850W. 850W hả? 850W tính ra nó khoảng ngựa mấy. Rồi, đối với lại cái con Fman này á, là cũng như là nó là sử dụng đầu là đầu dầu nè. Đó, đầu này á, là anh em xài chiến đấu nè ha. Sử dụng bích tông dầu, bình chứa hơi là bình chứa 25 lít ha. Bình chứa là bình chứa 25 lít. Đó, đối với lại con này á, thì nó có công suất đó là mình tính ra là nó hơn ngựa tí đó, nó cỡ ngựa 2 đó anh em ha. Nó 850W. Đó. Rồi, mã số 21 tính cho anh em giá 1,5 triệu nha. Đó. Giá 1,5 triệu. Rồi test máy cho anh em xem luôn nha. Nghe thấy không? Những cái máy mà hàng nghĩa địa Nhật nó chạy rất là êm ái. Nha. Quay hết cho anh em xem dòng. Đầu dầu hả anh em? Đây. Rồi. Mã số 21 nén khí Fman, công suất là 850W. Chạy là đầu dầu ha, chạy bích tông dầu. Bình chứa là bình chứa 25 lít. Giá 1,5 triệu nha anh em.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái máy nén khí cuối cùng của cái video clip ngày hôm nay, là máy nén khí mã số 22. Đó, bình chứa là bình chứa 25 lít. Sử dụng là chạy là cũng chạy đầu dầu luôn, bích tông dầu nha, chạy bích tông dầu. Công suất con này là 1,5 ngựa nha anh em, công suất 1,5 ngựa. Tính cho anh em giá 1,8 triệu ha. Dây là dây zin nè. Đó, dây anh em thấy không, mấy dây zin mà dây nó rất là dẻo, nhìn rất là đã ha. Rồi test máy luôn nha anh em. Anh em thấy không? Nổ có tiếng rất là đầm. Quét. Ủa, cái này nặng à. Đây. Đầu dầu nè anh em. Ha, mắt dầu nè. Bên này giờ là anh em xài rất là ngon nha. Rồi xin tắt máy luôn nha anh em. Đó, những cái bình hơi ngày hôm nay là lên 8 kg. Đó, lên 8 kg ngắt máy, chở về 5 kg bơm lại nha anh em ha. Rồi bây giờ bình số 22 này là sử dụng là động cơ motor là 1,5 ngựa, chạy là chạy đầu là đầu dầu ha, bích tông dầu. Đó, bình hơi chứa là được 25 lít. Đó, thì đó là bình số 22 này là mình có giá giao lưu với anh em 1,8 triệu nha anh em. Rồi thì hôm nay mình cũng có soạn ra một số đồ để lên đây phục vụ anh em. Anh em nào mà coi cái mặt hàng nào mà cần thiết công việc của anh em thì xin anh em cũng ủng hộ giùm cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình, địa chỉ mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search lên Google Maps dụng cụ cầm tay NT, Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.